Hello tất cả các anh em nhá. Đây mình làm loạt cửa lùa hệ 93 này. Đấy. 93 bản nhôm 62 nhá. Nhưng mà nó phát sinh cái chủ nhà lại muốn là cửa thì vẫn trượt được qua nhau giống như kiểu mà giống như kiểu chốt sập ấy mà lại vẫn khóa được. Thành ra là nó lại hơi phức tạp tí. Hôm nay để giới thiệu với anh em nhé. Thì cụ thể nó như thế nào thì đây anh em nhìn thêm cái bản nhôm của mình là đang bản cánh trơn ấy là 6/2 nhé. Bản rộng là 6/2 nhé. Thì mình giới thiệu một cái loại chốt sập. Đấy. Chốt sập một mặt là khóa như này. Đấy. Mặt ngoài là có chìa nhá. Mặt trong thì nó đi giống như cái chốt sập của mình ấy, bán tự sập đấy. Đấy, nó như này. Đấy, gạt lên gạt xuống. Ok chưa? Thế thì hai thằng này nó đi đôi với nhau. Đấy. Đi đôi với nhau nó sẽ nằm như thế này. Nằm như thế này nhá. Đấy. Khi mình bắt vào cái hèm nó sẽ nằm như thế này. Đấy. Nó nằm như thế này nhá, nó vẫn có cái mỏ này bình thường. Đấy. Và vẫn có cả cái vẫn cả cái miệng đón chốt như bình thường nhá. Đấy thì nó sẽ móc vào đây nhá. Cái này bắt vào khung bao này. Đấy và nó móc vào đây. Ok chưa? Nó vẫn đầy đủ giống như cái chốt sập bình thường nhưng mà nó thêm cái mặt này. Đấy. Thêm cái mặt này thì là mình để ở bên ngoài có thể khóa được này. Đây này. Anh em nhìn nha. Vặn chìa khóa này. Đấy. Ok chưa? Đấy. Thế thì bên trong thì chốt sập bình thường. Đấy nhá. Thế thì cấu tạo nó như này. Đấy nó sẽ nằm như này anh em này. Cái chỗ này là cái miệng khóa này. Còn cái bên này nó sẽ nằm vào cái vị trí này này. Đấy nhá. Thế thôi thì mình sẽ quét xuyên sang hai mặt như bình thường đấy. Ok chưa? Thế thì đã có cái khóa sập nhé, khóa sập đàng hoàng, vừa khóa vừa sập đấy. Thì chỗ này nó có cái tích hợp cái lỗ vít sẵn đây rồi, bên này con bên này con. Đấy. Vít đây, vít nó dài này. Đấy, trong này. Xuyên qua. Thế là giữ chặt hai cái này. Thế là đã được một bộ khóa mà ở bên ngoài là mở bằng chìa. Đấy, đi đâu mình có thể mình khóa lại, còn bên trong thì gạt tay đấy nhá. Thì cái này cũng ít người va chạm đến lắm. Hôm nay mình giới thiệu luôn để anh em mình biết mà gặp trường hợp mà khách hàng họ đòi hỏi như này thì mình còn có cách mà mình xử lý nhá. Đấy, phụ kiện Kim Long chính hãng đấy. Cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi nhá. Bạn nào mà xem lần đầu thì cho xin một like nhá. Bạn nào chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh để ủng hộ kênh nhá. Dạo này là mình cũng YouTube làm ít quá. Đấy, mong anh em thông cảm, tới đây sẽ tăng cường hơn nhá. Rồi, xin chào tạm biệt.